Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đạo Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Ở đấy mình lại quên mất là các bạn có thể vào theo dõi Facebook của Rocky, link mình để dưới phần mô tả đó. Đó là link rút gọn nên các bạn có thể nhấp vào thoải mái mà không sợ virus hay cái gì cả. Link đấy dẫn thẳng đến đường link Facebook cũng như đường link của fanpage. Mà mình cũng không nhớ là mình đã sửa lại đường link fanpage mới chưa. Fanpage mới của mình đã gộp từ hai fanpage Chuyện Ngôn Tình và Chuyện Đêm Khuya thành một rồi. Cũng khá lâu rồi, mình cũng lâu lắm rồi, mình cũng không có nhớ là mình đã chỉnh lại link nữa. Chút nữa mình sẽ check lại. Cảm ơn tất cả bạn. Các bạn trong thời gian qua đã luôn theo dõi ủng hộ mình nha. Thank you. Tập 92, chương 445, có thể về hưu sớm. Bao năm nay, em biết tình hình của anh hiểm một nỗi không có tự do. Lục Bắc Thâm nói. Sau khi biết anh và cô Sơ chia tay, đã gửi ảnh cho cô ấy. Em vẽ lên bức tường ở Cổ Lãng, hy vọng có thể khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý. Trò vết lên tường cũng chỉ là ý tưởng nhất thời trong một lúc nổi hứng, nhưng vốn chỉ định trêu Lục Bắc Thần. Về sau cậu bị đưa đi, cả di động cũng bị tịch thu. Người trông chừng cậu mặc dù không dám báo tin ra ngoài, nhưng chí có thể giúp cậu truyền đạt tin tức. Sau khi biết chuyện của Lục Bắc Thần, cậu mới nhớ tới bức ảnh vẽ lúc đó, khổ sở cầu xin được gửi đi một tấm. Nhưng về sau, sau khi xảy ra vu vản chuyện, cậu mới hiểu thế nào là sự đã rồi. Thật ra lúc vừa về Thượng Hải, em đã có thành kiến với Cố Sơ. Lục Bắc Thâm thở dài. Tạm thời không nhắc tới chuyện trước đây. Bây giờ cô ấy còn hại anh phải nhập viện. Cô ấy chính là khắc tinh của anh. Lục Bắc Thần uống một hớp rượu. Cô ấy đâu sao có giáp tâm. Em biết. Lục Bắc Thâm kéo lấy một chiếc gối nằm nghiêng lên đó. Trong mắt tình nhân có thây thi mà. Cô ấy có cái gì mà chả tốt. Lục Bắc Thần bật cười. Lục Bắc Thâm nghiêng đầu nhìn anh. Em biết anh bệnh không hề nhẹ. Lục cầm ly rượu, cậu nhìn ngón tay anh hơi run. Nói câu này nghe giống câu chửi quá. Anh hiểu em đang nói gì mà. Lục Bắc Thần nhạy bén mỉm cười. Anh rất ổn. Em là em trai anh, có cần phải gạt cả em không? Lục Bắc Thâm ngồi bật dậy. Mấy năm nay em nuôi được nhiều tâm phúc lắm. Tình hình của anh em nắm rất rõ. Lục Bắc Thần phì cười. Tâm phúc? Đúng thế, kể cả em ngồi yên ở nhà, tai mắt cũng nhìn khắp bốn phương tám hướng. Lục Bắc Thâm đùa cợt. Có vẻ như định âm mưu chuyện lớn đấy. Khóe môi Lục Bắc Thâm khẽ giật. Máu tụ chèn lên dây thần kinh, thị lực bị tổn thương là không thể tránh khỏi. Bây giờ bắt đầu xuất hiện tình trạng khả năng vận động chậm lại. Nói tới đây, Lục Bắc Thần lại cười. Có thể vài năm nữa, cả dao phẫu thuật anh cũng không cầm được nữa. Mặc dù mấy môn hồi đại học hầu như anh đều học giúp em, nhưng không có nghĩa là em không biết gì về y học. Lục Bắc Thâm nói. Một khi hành tùy bị chèn ép lâu ngày, sẽ dẫn đến tổn thương, nghiêm trọng nhất sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của anh. Lục Bắc Thần nhìn cậu. Khá đấy, xem ra đúng là em hiểu rõ tình hình của anh thần. Anh à. Được rồi, anh biết em định nói gì. Lục Bắc Thần nghiêm túc trở lại. Anh không bài xích chuyện phẫu thuật, nhưng trước mắt người dám làm phẫu thuật chỉ có Smith, mà chính chú ấy cũng không dám đảm bảo chắc chắn hoàn toàn. Một khi phẫu thuật thất bại, nhanh gọn nhất thì ra đi, không nhanh gọn thì làm liệt giường cả đời. Lúc đó dù muốn chết anh cũng phải nhờ cậy người khác. Không làm phẫu thuật thì ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng trước mắt anh vẫn kiểm soát được. Còn tay anh... Nói tới đây, anh giơ cao tay trái lên. Dưới ánh đèn vàng có thể nhìn rõ từng ngón tay anh đang run lên. Anh chỉ có thể nói với vẻ thản nhiên. Chẳng thể nào cầm dao giày phẫu cả đời đúng không? Anh cũng muốn nghỉ hưu sớm rồi. Rồi anh nhìn về phía Lục Bắc Thâm. Tiền kiếm cũng đủ rồi, đưa vợ con đi du lịch vòng quanh thế giới cũng hay đấy chứ. Lục Bắc Thâm nhìn anh rất lâu. Chỉ sợ tới lúc đó anh chẳng kiểm soát được sức khỏe của bản thân. Em đừng có quên, trước khi trở thành pháp y, thành tích thần kinh học của anh cũng rất khá. Lục Bắc Thần cười an ủi nó. Phải điều chỉnh thế nào anh biết rất rõ. Lục Bắc Thâm im lặng.
Lục Bắc Thần cầm ly rượu lên cụng với nó, chuyển đề tài. Phải học cách mời rượu anh trai, chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Lục Bắc Thâm hiểu anh không muốn nói tới chủ đề này nữa, cậu cũng không miễn cưỡng, chỉ chạm khẽ một cái rồi nói. Anh cố gắng mà kiếm chút tiền, nếu không bắt em bán nhà bán đất để nuôi lấy cái miệng ăn nhà anh là quá đáng lắm đó. Cái thằng nhóc này. Lục Bắc Thần bật cười. Ngày hôm sau, trời xanh mây trắng, có thể sắp đầu thu, vọt trời rất cao, hiếm khi xanh biếc như vậy. Những đám mây trắng điểm xuyết tựa như những miếng ngọc trắng phau được khảm lên nền trời. Hiếm có ngày Lục Bắc Thần không dậy sớm mà lười biếng nằm ngủ nướng ở trên giường. Không những bản thân anh không muốn dậy mà còn ôm ghì lấy Cố Sơ, không để cho cô dậy. Cố Sơ tức giận quay người lại, nhẹ phát lên ngực anh, cố tỏ ra hờn dỗi. Uống rượu tới nửa đêm nửa hôm mới về, say lướt khướt còn ra thể thống gì. Anh có say đâu. Lục Bất Thần vùi đầu vào ngực cô, mơ mơ màng màng trả lời. Thế nào mới tính là say? Lúc không uống rượu, sofa một ngày không lau cũng cảm thấy bẩn, uống rượu vào rồi thì quần áo vứt lung tung dưới đất. Cố Sơ giữ chặt đầu anh lại, nghiêm cấm mọi hành vi sảm sỡ, rồi tiếp tục giáo điều. Làm xong việc rồi còn không về nhà luôn đi, anh uống rượu với ai? Tối qua lúc mơ màng ngủ, cũng nghe thấy có tiếng động. Bỗng người đàn ông người đầy mùi rượu này đè lên người cô. Anh mà uống rượu vào là ham muốn rất lâu. Tới thì khô nửa sống nửa chết bò được vào trong bếp uống nước thì đã thấy áo sơ mi, nào quần, nào cả thắt lưng vứt bừa bãi xa đất. Thì uống với Bắc Thâm vài ly. Lục Bắc Thần cọ cọ mặt lên tai cô. Nó còn chẳng bằng anh, lúc về anh vẫn đứng thẳng người, còn nó thử cục từ lâu rồi. Cố Sơ cũng hiểu lần này Bắc Thâm quay về anh rất vui, cũng không trách chuyện anh rượu trẻ nữa. Chỉ tại cô lo cho sức khỏe của anh mà thôi. Nghe xong, cô trêu chọc. Đứng thẳng người à, Lục Bắc Thần, tối qua anh còn đi xiên vẹo ngả nghiêng. Tối qua chẳng phải anh vẫn khỏe lắm sao? Lục Bắc Thần cười khẽ. Sao vẫn chưa? Sao, vẫn chưa thỏa mãn được em à? Cố Sư hờn dần. Sao lúc nào anh cũng sàng trong chuyện đó thế à? Lục Bắc Thần ôm lấy cô, như ôm một viên ngọc trơn nhẵn ở trong lòng, bàn tay bắt đầu nghịch ngợm. Một nam một nữ không quần không áo nằm trên giường, em bảo anh nghĩ theo hướng nào bây giờ? Đừng có mà tham lam vô độ. Cố Sơ giữ chặt lấy tay anh. Em phải đi làm đây. Gấp gì chứ, anh đưa em đi. Lục Bắc Thần ép buộc, kéo tay cô xuống dưới. Ai cần anh đưa? Cố Sơ rút tay về. Anh ở yên trong nhà nghỉ ngơi đi, sầu rượu. Cô vừa ngồi dậy đã bị anh ôm chặt từ phía sau. Ngực anh dính sát tới, cả người cô mềm ra vì nhiệt độ cơ thể anh, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Sáng nay em còn ca mổ nữa, Tiểu Tiểu xin nghỉ suốt, chứ em có phải tới thăm cậu ấy, không có thời gian quan tâm tới anh đâu. Lục Bất Thần cũng hiểu buổi sáng thời gian quý báu, nên đành kìm hãm khao khát lại, nói với cô. Chiều thứ sáu này có phải em được nghỉ không? Cô Sơ ngẫm nghĩ, dù gật đầu. Đừng hẹn ai nhé, anh qua đón em. Cô Sơ quay đầu sang nhìn anh. Bác Thầm chỉ định danh chị dâu trưởng giúp nó chọn vài bộ quần áo, nó định khoe mẽ trong bữa cơm gia đình. Cố Sư không nhịn được cười, đang định trêu anh sai từ dùng sai từ chị dâu trưởng thì di động của Lục Bắc Thần vang lên. Cô vừa lấy, chưa đợi anh đồng ý đã nhận máy. Lục Bắc Thần nhìn cô tủm tỉm cười, mặc cho cô ngang ngược, là Phan An. Có cần tỏ ra ân ái từ sớm thế này hay không? Cố Sơ dựa vào trong lòng Lục Bắc Thần nên anh nghe được hết. Anh cũng tìm cô nào để khoe đi, bọn em không ganh tị đâu. Phan An ở đầu kia cười quái gì. Cũng may là anh gọi điện đến đấy chứ, nếu để Clo thì chắc trái tim cậu ấy tan vỡ nát rồi. Mới sáng ra đã buôn chuyện linh tinh hả? Không nói chuyện chính em cúp đấy, giáo sư Lục nhà em không tiếp đâu. Này này này, sao nói trở mặt là trở mặt thế, đúng là lòng dạ đàn bà như kim rơi đáy biển. Phan An sợ cô cúp máy, lập tức nói chuyện nghiêm chỉnh. Nói với giáo sư Lục, bảo cô ấy lập tức tới phòng thực nghiệm, bốn thi thể đều có biến đổi, lạ lắm. Hả? 10 phút sau, cặp đôi còn đang dính lấy nhau như sa mở trên giường, đã đánh răng rửa mặt, rồi ăn mặc với tốc độ cao. Cố Sơ được cặp tài liệu cho Lục Bắc Thần, nét mặt lo lắng. Thi thể biến đổi là ý gì? Lẽ nào sách chết sống dậy? Lục Bắc Thần đi giày đàng hoàng, đón lấy cặp rồi đáp.
Có lẽ chất bảo quản ở mức độ cao mất đi tác dụng, thi thể mới có thay đổi. Vậy thì phải làm sao? Cổ sư cũng vội vã đi giày, hỏi với theo. Một khi thi thể tối giữa nhanh chóng, sẽ ảnh hưởng tới kết quả khám nghiệm, nhưng chất bảo quản mất tác dụng cũng không hẳn là chuyện xấu. Biết đâu, sẽ phát hiện ra những manh mối mới. Lục Bắc Thần có vẻ rất bình tĩnh. Nếu không phải đi làm, cô sư nhất định sẽ tới xem rốt cuộc mọi chuyện là thế nào. Nhưng bây giờ, chỉ đành đợi kết quả của Lục Bắc Thần mang về thôi. Hôm nay, Kiều Chí Viễn xuất viện. Cô sơ chăm sóc bệnh nhân xong, bèn chạy tới khoa tim mạch giúp đỡ. Kiều Vân Tiêu bảo quản gia đi làm thủ tục. Thấy cô sơ thu dọn xong đồ dùng hàng ngày, anh ra hiệu cho cô ra ngoài. Trên hành lang, Kiều Vân Tiêu hỏi thăm cô sơ tình hình của Tiêu Tiếu Tiếu. Anh đã gọi rất nhiều cuộc, nhưng cô ấy không nghe máy. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Cô sơ hồ nghi. Không nghe ư? Chắc là không nghe chứ nhỉ? Sáng em vừa gọi điện cho cậu ấy, cô ấy nói là đang nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cô ấy bị ốm sao? Sao lại không tới bệnh viện? Mấy hôm nay nhiệt độ tăng giảm bất thường, Thiên Thiên bị cảm nặng, lên sang cho Tiêu Tiếu. Cô ấy nằm ở nhà? Vâng, chiều nay em định qua thăm cậu ấy đây. Cô sư nói. Mấy hôm nay bác sĩ cố đi tỉnh họp, cô ấy bị cảm nặng, đúng là chết giờ. Em hẹn trước rồi à? À, em còn chưa nói với cậu ấy, cứ thẳng luôn là được rồi. Kiều Vân Tiêu ngẫm nghĩ. Thế chiều nay anh đi cùng em. Cô sơ im lặng nhìn anh. Sao vậy? Kiều Vân Tiêu bị cô nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên. Anh Vân Tiêu, anh đúng là chậm chạp. Cô sơ thở dài ngao ngán. Kiều Vân Tiêu hiểu cô ám chỉ chuyện gì, sắc mặt có phần ngượng ngập. Anh háng giọng. Anh cần mang những thứ gì? Đâu phải lần đầu tiên anh tới thăm người ốm, cần mang gì lẽ nào cũng không biết. Cô sơ cười. Mà không biết cũng không sao, em sẽ liệt kê cho anh danh sách. Anh qua siêu thị mua đi. Tiêu Tiếu bị cảm, chắc là không muốn ăn gì đâu, uống chút canh là hơn. Được. Kiều Vân Tiêu đồng ý ngay. Chương 446, chim sẻ đứng sau. Khi Lục Bắc Thần lái xe tới phòng thực nghiệm, Ngư Khương và mọi người đều đã đợi sẵn. Bốn thi thể được xếp thành hàng thẳng tắp, nhiệt độ xung quanh lạnh lẽo. Sau khi được giải phẫu, bốn thi thể này đã cung cấp mọi manh mối có giá trị. Bọn họ vốn dĩ định trả về cho thân nhân để mai táng, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Người bảo tồn thi thể là người được La Trì quan tâm nhất, vì người này rất có khả năng chính là mấu chốt của vụ án. Bốn thi thể này sở dĩ giữ được nguyên vẹn, thậm chí đều khiến người ta sửng sốt, là ngoại trừ Ngải Hân, ba cái xác còn lại đều gần như không thối rữa. Tất cả đều nhờ cách thức bảo tồn thi thể. Trước đó, Lục Bắc Thần đã tiến hành kiểm tra, nghiên cứu cách giữ xác bằng chất bảo quản. Cuối cùng cũng đưa ra được kết luận là người này nhất định vô cùng hiểu biết dược lý và y học. Bốn thi thể ngoài việc được ghép quen lớp bảo quản ra, thì ngay cả đại não hay là nội tạng đều cũng được tiến hành bảo quản. Khi Lục Bắc Thần nhận được thi thể, thì trên thi thể có mấy chỗ bị thương. Thông qua việc so sánh đối chiếu vết thương và giải phẫu sau này, đã phát hiện ra kỳ thực chất bảo quản được đi vào chính từ miệng vết thương này. Thêm nữa, diện tích tổn thương cực nhỏ, đường kính bằng phẳng, hoàn chỉnh, chỗ vết thương không có tình trạng lởm chởm, so le, có thể nhận ra đối phương có thủ đoạn rất thuần thục. Bình thường, người này có lẽ cũng là mẫu người bình tĩnh, điềm đạm. Bảy ô cửa của bốn thi thể bị bịt chặt. Bảy ô cửa bao gồm mắt, mũi, miệng, lưỡi, hậu môn, tai và đường nước tiểu. Thật ra đây là một hành vi gây nhiễu loạn. Lục Bắc Thần từng điều tra những tài liệu liên quan, biết ở một số vùng quê tại Trung Quốc còn giữ nguyên tục mai táng nguyên sơ. Xuất phát từ sự kính trọng linh hồn, trước khi hạ táng, thi thể đều được tiến hành xử lý đặc biệt. Trong đó, quan trọng nhất là làm sao để giữ cho thi thể không mục. Chặn hết bảy ô cửa của thi thể, nói theo cách của người đời trước là để linh hồn không bị phân tán. Nhưng cũng có những người nói đây là một cách để bảo tồn thi thể. Bất luận thế nào, hầu hết mọi người vẫn tin vào lý do trước hơn cả, đó là một sự an ủi tâm hồn. Thế nên, nếu xuất phát từ trong phong tục của người Trung Quốc, suy đoán thông qua cách thức xử lý thi thể, thì người bảo tồn xác có lẽ cũng chỉ là một nông dân trên núi, chẳng qua là cách thức học được từ đời này truyền qua đời khác mà thôi.
Đây cũng là hoàn cảnh ban đầu bị cảnh sát hình sự bỏ qua. Nhưng Lục Bắc Thần đã xét nghiệm chất bảo quản cùng với những vật chất bị nhét vào, phát hiện ra trong lượng chất bảo quản hiệu quả cao, ngoại trừ đầu thông với nồng độ cao, còn xem ra lẫn một lượng lớn thành phần thuốc. Cả thành phần và số lượng sử dụng đều được tính toán tỉ mỉ, chuẩn xác. Nhiều hơn một chút sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả, ít đi một chút sẽ phá hỏng thành phần hóa học. Đây không phải là việc người nào cũng có thể làm được. Ngoài ra, những vùng nông thôn ở Trung Quốc lưu truyền truyền thống chôn cất thì trong lúc xử lý thi thể cũng sử dụng một cách thức dân dã. Thành phần chất bảo quản sử dụng cũng có một lượng lớn là thực vật, cùng lắm là dùng thêm thủy ngân. Thường thì dùng rất ít thành phần hóa học của thuốc. Thế nên, Lục Bất Thần từng họp đột xuất với La Trì, trọng điểm điều tra là người bảo tồn thi thể này. Nhưng hôm nay, chất bảo quản của bốn thi thể đã mất đi hiệu quả. Đây vốn không phải là chuyện gì đáng ầm ĩ, vì kết quả hóa nghiệm thành phần chất bảo quản của Ngư Khương đã đưa ra được thời gian mất hiệu quả. Tuy nhiên, chất bảo quản vừa mất đi hiệu quả thì thi thể đã nảy sinh thay đổi. Ngực của nạn nhân có những mảng đỏ đậm, cả bốn người này đều như vậy, màu sắc thể hiện rất rõ nét, tuyệt đối khác với màu thi thể khi chất bảo quản mất hiệu lực. Lục Bất Thần mặc xong áo blue, đeo khẩu trang và găng tay, đứng trước thi thể, giơ tay ra. Dao giải phẫu. Ngữ Cảnh đưa dao cho anh. Lưỡi dao bé nhọn quét qua thi thể lạnh cứng. Bên dưới có phần đỏ thẫm lấy ấy là gan. Giống như phản ứng dược lý. Ngư Khương đứng bên, nhìn rất rõ, tỏ ra nghi hoặc. Lục Bất Thần rút ra một số mẫu, nói: cho anh kết quả nhanh nhất. Rồi quay đầu dặn dò Ngữ Cảnh: lập tức thông báo cho cảnh sát là. Buổi chiều, có ca cấp cứu được đưa tới khoa thần kinh, nhất thời làm rối loạn kế hoạch tới thăm Tiêu Tiếu của cô sơ. Cô đã vội vã gọi cho Kiều Vân Tiêu, nói rõ tình hình. Anh suy nghĩ rồi nói: cho anh địa chỉ đi. Cố sơ vốn có chút ngần ngại, dẫu sao thì hiện tại Tiêu Tiếu cũng ở nhà của Cố Khải Mân. Mặc dù Cố Khải Mân không nói gì, nhưng cô luôn cảm thấy ánh mắt Cố Khải Mân nhìn Kiều Vân Tiêu có vẻ kỳ lạ. Lần trước trong phòng bệnh của bác trai, cô cứ cảm giác có gì đó không ổn. Bên phía phòng phẫu thuật đang thúc giục, trong điện thoại Kiều Vân Tiêu cũng rục rã. Cố sơ nhất thời không thể quan tâm cả hai phía, đành nói tạm địa chỉ của Tiêu Tiếu cho Kiều Vân Tiêu, dặn dò anh trước khi đến tốt nhất nên gọi bảo Tiêu Tiếu một tiếng. Kiều Vân Tiêu đồng ý. Nhà của Cố Khải Mân rất gần bệnh viện, chỉ cách hai con đường, bình thường đi bộ mười mấy phút là tới. Đây cũng là căn nhà lúc trước Cố Khải Mân mua để tiện đi làm. Tiểu khu này thuộc hạng trung và cao cấp, mặc dù riêng tư nhưng không đến nỗi quản lý quá nghiêm ngặt với mỗi vị khách tới thăm. Kiều Vân Tiêu mua hoa tươi và hoa quả, làm đăng ký để xe đơn giản rồi đi vào tiểu khu. Sau khi đỗ xe xong, anh rút di động ra, đang định bấm số thì ngẫm nghĩ lại, cuối cùng vẫn bỏ ý định thông báo trước. Sau khi kết hôn, Tiểu Tiểu khác nhiều. Mỗi lần gặp nhau ở bệnh viện, cô lại khách khí tới mức không thể khách khí hơn. Sự thay đổi này khiến anh bỗng dưng cảm thấy khó chịu, mặc dù anh biết rất rõ nguyên do. Do một loại tình cảm, dường như là vậy. Ban đầu khi nảy sinh, nó nhạt nhòa như nước, anh chẳng nó coi nó quan trọng. Sau đó, nó từ từ lắng xuống, từ từ lên men trong những tháng ngày dài đằng đẵng mà anh không hề hay biết. Đợi từ khi tình cảm này đậm đà như rượu, anh muốn thưởng thức thì đã bị người khác cướp mất. Có một khoảng thời gian rất dài, Kiều Vân Tiêu không muốn thừa nhận thứ tình cảm lên men đó là thứ gì, vì trong lòng anh luôn giấu một cô gái. Cô gái ấy từ nhỏ đã ở bên cạnh anh, có lúc rất ngang bướng, có lúc thích làm nũng, luôn thích đuổi theo anh không ngừng gọi anh Vân Tiêu, anh Vân Tiêu. Anh luôn cho rằng tâm tư của mình rất kiên định, cho dù cả đời này cô ấy chỉ coi anh là anh trai, anh cũng nguyện bảo vệ cô ấy suốt đời. Anh thích nhìn cô ấy cười, cười dịu dàng như hoa lê. Đã từng tốn tâm tư muốn giữ cô ở lại bên mình, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với sự sắp xếp của định mệnh. Ánh mắt anh vẫn luôn dõi theo cô gái ấy, chưa từng rời xa. Nhưng anh quên mất, trong quãng thời gian dài lâu ấy, vẫn có một người con gái khác cũng luôn gắn bó ở trong cuộc đời anh. Anh giống với đại đa số đàn ông,
trong việc lựa chọn tình cảm sẽ không tạm bợ lùi xuống người phía sau. Thế nên Kiều Vân Tiêu ghét sự thay đổi tâm trạng của mình, nhưng càng ghét bỏ khó né tránh. Anh bắt đầu dần dần cảm thấy có thể đây chẳng phải sự lựa chọn thứ hai. Có lẽ ngay từ ban đầu cô đã sống ở trong trái tim của anh. Bây giờ anh lại thành ra lo lắng, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không dám gọi. Anh sợ mình bị từ chối, sợ những lời nói khách khí của cô khiến anh phải ngả giáp đầu hàng. Kiều Vân Tiêu hít sâu một hơi, xuống xe, cầm hoa tươi và hoa quả, định lên thẳng nhà. Chẳng ai tát người đang cười, cô cũng không thể để anh đứng ngoài cửa được, phải không? Theo địa chỉ của cô sơ đưa, Kiều Vân Tiêu tìm được khu nhà của Tiêu Tiếu. Tiểu khu buổi chiều khá đông người, dắt chó đi dạo, người ra người vào, vừa hay giúp Kiều Vân Tiêu thuận tiện hơn, đỡ bị chặn bên ngoài cánh cửa bị cấm do răng dây dựng. Thang máy đưa anh lên tầng 18, hành lang hơi âm u. Tìm được tới địa chỉ nhà, Kiều Vân Tiêu nhấn chuông cửa. Chẳng hiểu sao anh bỗng căng thẳng, cảm giác này không thể miêu tả được, chỉ biết rằng tim đập rất dữ rồi, mủ miệng khô khốc. Anh âm thầm luyện tập những câu nói khi gặp mặt Tiêu Tiếu, hy vọng quãng thời gian tiếp theo đây có thể bình tĩnh và tự nhiên, rồi còn sửa sang lại quần áo. Cánh cửa bật mở, trái tim anh như vọt lên tận cổ họng, nhưng ngay sau đó tựa hồ lại rơi bộp xuống đất, vỡ tan tành. Anh tìm ai? Mở cửa cho anh là một người phụ nữ đã có tuổi, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Kiều Vân Tiêu ngẩn ra trong xe lát, nhầm nhả ư. Anh gì ơi? Tôi muốn hỏi có phải Tiêu Tiêu sống ở đây không? Kiều Vân Tiêu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Tiêu Tiêu Tiếu? Người phụ nữ tỏ ra không hiểu gì. Kiều Vân Tiêu ý thức được có thể là mình tới nhầm nhà, đang định nói xin lỗi, ánh mắt vô tình liếc vào trong. Từ góc độ của anh, vừa hay nhìn thấy tấm ảnh được phản chiếu qua gương, là một bức ảnh cưới. Người con gái trên bức ảnh chính là Tiêu Tiêu Tiếu. Tôi tìm chị Cố. Kiều Vân Tiêu đổi tách xưng hô, bà ta chợt hiểu ra. À, anh tìm chị Cố phải không? Chị ấy có ở nhà, nhưng mà... Kiều Vân Tiêu hổ nghi. Bây giờ chị Cố không tiện gặp ai. Bà ta hạ thấp giọng. Anh là bạn của chị ấy à? Hay là anh để lại cách liên lạc, khi nào tiện chị Cố sẽ liên lạc lại với anh? Ban đầu Kiều Vân Tiêu có chút lo lắng nên không quan sát được nhiều. Bây giờ bình tĩnh lại, anh mới quan sát người phụ nữ trước mắt. Bà ta hơn 50 tuổi, đeo tạp dề quanh người, nhìn đôi tay thô ráp là có thể đoán ra bà ta làm giúp việc hoặc bảo mẫu. Bà nãy anh hỏi Tiêu Tiêu Tiếu, bà ta tỏ ra xa lạ, nhắc tới chị Cố mới biết, chứng tỏ người này được mời về nhà. Tiêu Tiếu chỉ bị cảm nặng thôi, có nghiêm trọng tới mức phải mời cả người giúp việc không? Càng nghĩ càng cảm thấy bất ổn. Kiều Vân Tiêu thừng thừng bước vào trong. Này anh kia, sao anh ấy xông vào nhà vậy? Rốt cuộc anh là ai? Người phụ nữ hoảng loạn đi theo phía sau gào thét. Anh mau đi đi nữa không tôi báo cảnh sát đó. Kiều Vân Tiêu vốn là không lo bà ta báo cảnh sát. Anh sải bước tới, tìm từng phòng một. Người bảo mẫu hết hồn hết vía, muốn ngăn cản nhưng vô ích. Chẳng mấy chốc Kiều Vân Tiêu đã tìm được tới phòng ngủ chính. Vừa đẩy cửa ra, anh đã sững người. Ai chỉ lập tức tới phòng thực nghiệm. Sau khi chứng kiến sự thay đổi của thi thể, anh ấy tiến hành thảo luận cùng Lục Bắc Thần. Về ngưng khương sẽ nhanh có kết quả thôi. Lục Bắc Thần đích thân pha hai cốc cà phê, đưa một cốc cho La Chỉ. La Chỉ không còn tâm trạng uống cà phê, trong đầu chỉ toàn những chuyện thi thể biến đổi. Một lúc lâu sau, anh ấy nói. Theo tình hình này thì bây giờ người nhà vẫn chưa thể nhận xác. Lục Bắc Thần ngoái cà phê, bình thản đáp. Nhận được rồi. La Chỉ sững người, nói ngay. Lỡ như có manh mối nào bị bỏ sót thì sao? Không đâu. Lục Bắc Thần đáp rất chắc chắn. Người chết rồi, cuối cùng cũng về với đất. Tôi thấy cậu sắp xếp sớm là đi là hơn. Đám thân nhân kia chẳng hành hạ cậu không ít à? Nghe xong sắc mặt La Chỉ có phần ngượng ngập. Anh ấy uống một ngụm cà phê rồi cảm thấy đắng ngắt,
khó nuốt, bèn gắp thêm hai viên đường. Đúng là bị Lục Bắc Thần nói trúng. Từ khi bốn thi thể này được đưa vào vòng thực nghiệm, cuộc sống của anh bây giờ chưa ngày nào bình yên. Mặc dù những người thân đồng ý hợp tác với pháp y để tiến hành khám nghiệm, cũng cứ cách vài ba ngày lại gọi điện hỏi anh tình hình vụ án. Anh đành giải thích hết lần này tới lần khác rằng vụ án còn đang trong giai đoạn điều tra. Kết quả không lần nào không gặp màn khóc lóc, nhức mắng của họ. Trong số đó, người có thái độ gay gắt nhất chính là mẹ của Ngài Hân. Thậm chí, bà ấy còn mấy lần xông vào cục, ép bọn họ sớm phá xong án, còn chỉ tay vào mũi anh mà chửi. Anh có phải là một cảnh sát có đủ tư cách không? Con gái tôi bị hại lâu như vậy rồi mà các anh vẫn còn đang phá án. Các anh ăn tiền thuế của nhân dân nhưng có phục vụ nhân dân hay không? Là chỉ quả thực không biết đáp lại như thế nào. Vì bốn cái sát hợp nhất thành một vụ nên thân nhân của cả bốn người cùng hợp thành một nhóm tập trung gây sức ép cho cục công an. Họ không thừa nhận con gái mình tự sát, khăng khăng nói rằng nhất định có oan tình. Người của tổ chuyên án đều hiểu việc cả bốn tự sát không hề đơn giản, nhưng vụ án đang tiến hành, họ không thể tiết lộ điều gì. Lai Sĩ vốn nhàn nhã nhưng lại liều mình cắm rễ trong tổ chuyên án, thành ra tự nhiên phải đối mặt với những màn gào khóc của họ. Bố mẹ của Ngài Hân thậm chí đã hối hận vì đồng ý cho giải phẫu, đưa cho cảnh sát thông điệp cuối cùng. Nếu còn không điều tra ra được gì, họ sẽ đem xác của con gái về. Họ không muốn con cái chết rồi còn bị hành, không thể yên nghỉ. Các thân nhân khác thấy vậy cũng lần lượt tỏ thái độ, nhất thời khiến cục công an chịu một áp lực không hề nhỏ. Chính bản thân Lai Chỉ cũng chịu áp lực, nhưng anh ấy chung quy vẫn không dám đổ nó lên đầu Lục Bắc Thần. Anh ấy hiểu rõ Lục Bắc Thần trong mắt chỉ có sự thật, còn những rắc rối vì quan hệ con người cậu ấy không màng. Thế nên hôm nay Lục Bắc Thần nói vậy quả thực khiến Lai Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Cũng mới biết thì ra Lục Bắc Thần biết chuyện người nhà gây rối, nhưng lo thì vẫn cứ lo. Anh ấy tò mò hỏi: "Thật sự không có vấn đề gì chứ?" Lục Bắc Thần nói: "Thi thể đã cung cấp manh mối cuối cùng rồi." Lai Chỉ gật đầu vẻ đăm chiêu: "Xem ra loại chất bảo quản này cũng không phải là vạn năng. Nói mất hiệu quả là mất hiệu quả, vì môi trường bảo quản có thay đổi ư?" "Không liên quan đến môi trường bảo quản." Lục Bất Thần khẽ nói. "Chỉ là đối phương muốn chúng ta phát hiện ra manh mối mà thôi." "Gì cơ?" Lai Chỉ sửng sốt. Lục Bất Thần giao cho anh ấy một tập tài liệu. Lai Chỉ đón lấy đọc rất lâu. Những công thức và ký hiệu hóa học khiến anh ấy loạn cả mắt, đầu óc bỗng quay cuồng. Anh ấy gấp tài liệu lại: "Nói kết quả cho tôi là được rồi." Lục Bất Thần hiểu ra, mỉm cười. Lai Chỉ thấy nét mặt của anh, lập tức vớt vát lại cái thể diện cho mình: "À, không phải là tôi đọc không hiểu, mà tại dạo này tôi chẳng ngủ được đủ giấc, bắt tôi phải phân tích mấy thứ chuyên nghiệp này lãng phí tế bào thần kinh lắm." Lục Bắc Thần cũng chẳng hề đâu bạch tránh ấy, đành giải thích cho anh ấy nội dung: "Đối phương lợi dụng tác dụng thành phần giữa các loại thuốc chế ra chất bảo quản mức độ cao. Lượng dùng của mỗi loại thuốc rất ít hay nhiều đều ảnh hưởng tới chu kỳ sử dụng của chất bảo quản. Nói cách khác, đối phương có khả năng thông qua tỷ lệ dược phẩm để khống chế thời gian có hiệu quả chất bảo quản." Lục Bất Thần dựa ra sau ghế: "Ngải Hân, Phùng Tử Liên, Lưu Xuyên và Tiền Hào đều tử vong cách biệt nhau khoảng nửa năm. Đối phương đều đã điều chế chất bảo quản một cách hợp lý, để chúng ta được nhìn thấy đồng thời bốn thi thể hoàn chỉnh, cũng là để chúng ta tìm được manh mối cuối cùng." Lai Chỉ nghe xong thẳng thốt: "Nói vậy là..." "Tức là hoàn toàn có thể suy đoán ra ý đồ của đối phương." Lục Bất Thần đón lời anh ấy, nhấn mạnh từng chữ: "Nói cách khác, đây chính là một bàn cờ mà đối phương đã dày công sắp xếp. Chúng ta ở ngoài, còn hắn ở trong tối." Lai Chỉ đập bàn: "Bà nó, kẻ nào lại dám dõi theo chúng ta?" Lục Bất Thần bình tĩnh nói với anh ấy: "Không cần nôn nóng." "Cậu nuốt được cục tức này sao?" Lai Chỉ nghiến răng nghiến lợi. Bình thường anh ấy ghét nhất là những tình huống bị người ta dắt mũi đi như thế này. Mọi hành động đều bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay. Anh tin với tính cách của Lục Bắc Thần, cậu ấy cũng tuyệt đối không bỏ qua. Anh ở Lục Bắc Thần đáp gọn lòn: "Có thể." Lai Chỉ nhìn anh hồi lâu: "Cậu tức đến phát điên rồi à?" Lục Bắc Thần nâng cách cà phê lên, chậm rãi uống một hớp: "Nếu đối phương có lòng cung cấp manh mối cho tôi, đỡ khiến tôi phải lãng phí thời gian, sao lại không vui vẻ chứ?" "Kẻ này quả nhiên là không đơn giản,
là chỉ nắm chặt tay lại. Lục Bắc Thần cười. Tôi lại muốn gặp kẻ này, suy nghĩ tỉ mỉ, khá lắm. La Chỉ nói một câu. Chưa biết chừng chính là hung thủ đấy. Cậu làm cảnh sát, không bằng không cớ, không thể nói cứ bừa. Lục Bắc Thần cười khẽ, La Chỉ nhau mắt lại. Đợi đó, tôi nhất định sẽ tra ra ngọn ngành. Lục Bắc Thần giơ cốc cà phê lên. Sắp rồi. La Chỉ cũng nâng cốc, chạm mạnh vào cốc của anh. Cảm ơn lời chúc của cậu. Kiều Vân Tiêu hoàn toàn không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Trên giường, Tiêu Tiêu vẫn nằm yên lặng ở đó, trán quấn băng để hở cổ, bàn tay chỗ tím chỗ đỏ, còn cả những vết thương đang nên vẩy. Lớp chăn mỏng được đắp từ eo trở xuống nên không nhìn thấy được đôi chân có bị thương hay không. Cô nhắm mắt, hoàn toàn không hay biết anh bước vào như đã ngủ thiếp đi, cũng giống như đã chết. Suy nghĩ này vọt qua đầu Kiều Vân Tiêu, khiến anh giật nảy mình. Có thể vì nhìn thấy sắc mặt cô gần như cùng tông màu với lớp băng trắng, nhợt nhạt đến kinh người. Người giúp việc theo vào giận vô cùng nhưng lại không dám ầm ĩ. Có lẽ vì sợ đánh thức Tiêu Tiêu Tiếu nên hạ thấp giọng nói. Em mau ra ngoài đi, cô ấy đang nghỉ ngơi. Sao anh lại bất lịch sự quá vậy? Kiều Vân Tiêu tảng lờ, đè nén nỗi sửng sốt trong lòng, tiến lên. Nhìn như gần như vậy, bỗng nhiên có một số sợi dây thừng như tít chặt lồng ngực, khiến anh khó nhẫn nhìn. Mặt cô nghiêng sang một bên, khóe miệng có vết thương, một bên má cũng sưng tấy. Kiều Vân Tiêu thở gấp, ngồi xuống, bất giác đưa tay ra. Khi từng ngón tay gầy chạm khẽ lên mặt cô, chúng hơi run rẩy, cái lạnh trên gương mặt kích thích khiến anh run lên. Anh đừng chạm vào cô ấy. Người giúp việc còn chưa nói câu, Tiêu 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 đã mở mắt. Vừa mới mở mắt, Kiều Vân Tiêu đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô, thậm chí là khiếp đảm. Anh sững người, sao lại như vậy? Tiêu Tiêu nhìn Kiều Vân Tiêu rất lâu rồi mới nhận ra là anh. Ngày sau đó trở nên hoảng loạn, há hốc miệng, đột ngột hớp một ngụm khí khiến cô ho sặc sụa. Thấy vậy, Kiều Vân Tiêu vỗ lưng cho cô, nhưng vừa chạm vào, cô đã đau đến nhăn mặt, ra sức xua tay với anh. Kiều Vân Tiêu không hiểu cô bị làm sao, đành giơ tay giữa không trung, không dám động bừa. Người giúp việc bước lên. Anh à, anh mau ra ngoài đi, còn không đi tôi sẽ báo cho anh Cố đấy. Sao lại bị thương? Kiều Vân Tiêu mặc kệ lời cảnh cáo của người giúp việc, chỉ nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiêu Tiếu. Tiêu Tiêu Tiếu khó khăn lắm mới dứt cơn ho, nằm yên ngồi xuống rồi nhìn người giúp việc. Đây là bạn tôi, chị cứ ra ngoài đi. Nghe vậy, bà ấy cũng yên tâm, gật đầu rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Kiều Vân Tiêu nhìn cô mãi, nhíu mày rất chặt. Không cẩn thận bị ngã. Tiêu Tiêu Tiếu khẽ đáp. Kiều Vân Tiêu im lặng, vẫn chỉ nhìn cô. Thật mà. Tiêu Tiêu Tiếu muốn cười với anh, nhưng vết thương bên mép đã được đoạt quyền này, cô chỉ có thể khẽ nhếch môi. Ngã ở đâu? Ngã thế nào? Kiều Vân Tiêu rõ ràng không tin, cau mày chất vấn. Tiêu 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 liếm môi khô khốc, nghĩ mãi không nói được gì. Kiều Vân Tiêu chỉ nhìn thấy cô mà lòng đau như dao cắt, chợt nhớ tới lần cánh tay cô bị thương, rồi nhìn dáng vẻ trước mắt, một khả năng nảy sinh. Anh sát lại gần cô, nhấn mạnh. Có phải là Cố Khải Mẫn không? Cả người Tiêu 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 căng ra, rõ ràng đang né tránh ánh mắt của anh. Em không hiểu anh đang nói gì. Kiều Vân Tiêu là một thương nhân, khả năng quan sát đâu có tệ. Anh nắm chặt tay lại, ánh mắt bốc hỏa. Bại hoại. Không phải. Kiều Vân Tiêu không nghe cô giải thích nữa, tung chăn ra, thẳng thừng bế cô lên. Tiêu 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 không ngờ anh làm như vậy, kêu lên một tiếng, nhưng làm động tới phần xương bị thương, khiến cô đau chảy cả mồ hôi. Em cố nhịn nhé. Kiều Vân Tiêu cũng đã biết được chỗ bị thương nặng nhất của cô, hơi dịch cánh tay điều chỉnh vị trí, rồi bế cô ra khỏi phòng ngủ. Mau thả em xuống đi. Tiêu 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 yếu ớt phản bác. Kiều Vân Tiêu nhíu chặt mày, không lên tiếng. Kiều Vân Tiêu. Tiêu 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 sốt ruột, gọi to một tiếng. Người giúp việc thấy vậy, định chặn lại, nhưng Kiều Vân Tiêu ngay lập tức quát lên. Mở cửa. Khiến bà ta sợ hãi, đành phải làm theo. Chương 447, là kém chứ gì. Chẳng mấy chốc,
bên phía Ngư Khương đã có kết quả. Từ bộ phận biến đổi có thể phân tích ra thành phần của một loại dương địa hoàng. Cô ấy đưa cho Lục Bắc Thần bản báo cáo phân tích. Bản thân thành phần không có gì, nhưng khi kết hợp với thành phần XR2 còn sót trong thi thể nạn nhân sẽ có hiện tượng phản ứng, khiến cho những tổn thương nội tạng hiển hiện ra, da xương tấy đổi màu. Lục Bắc Thần đón lấy báo cáo, lật xem. Ngư Khương phân tích thành phần loại vật chất này rất tỉ mỉ ở trong báo cáo, liệt kê rõ những chất hóa học có trong thành phần. Lại chỉ nhìn Lục Bắc Thần chằm chằm, hy vọng có thể nhìn ra được chút manh mối gì qua biểu cảm của anh. Tiếc là anh không thể hiện cảm xúc. Cho dù Lai Chỉ có hỏa nhãn kim tinh cũng không tìm được dấu vết. Cuối cùng anh ấy đành đầu hàng hỏi. Đây là thứ gì vậy? Anh ấy sợ nhất là nghe mấy câu như thành phần nào với thành phần nào đã xảy ra phản ứng. Càng sợ Ngư Khương mở miệng nói ngay một loạt những công thức hóa học. Hồi còn đi học, anh đau đầu nhất là khi gặp hai môn, một là sinh vật, hai là hóa học. Thành tích của cả hai môn đều tệ có tiếng. Lục Bất Thần chẳng buồn ngước mắt lên. Là thực vật dương địa hoàng được tinh chế, thuộc loại thực vật thân mềm, thực vật hai lá mầm. Khi nhìn bề ngoài của lá, khu vực xung quanh của thành tế bào thượng bì hơi gấp khúc, khu vực xung quanh thành tế bào hạ bì biểu bì bao dao động gấp khúc, có từ 3 đến 4 tế bào, còn vài tế bào tuyến. Lại chỉ nghe xong mà sắp nổ đầu, vào đầu bứt tai. Thế giúp cô là thứ gì? Lục Bất Thần lúc ấy mới ngẩng đầu lên. Có tên khác là cỏ độc dược. Lai Chỉ thì hiểu, anh ấy đứng phát dậy. Họ bị trúng độc. Ngư Khương nhí ngấy, với vẻ bó tay. Đừng có giả thoăn thoắt như vậy được không? Lai Chỉ mặc kệ Ngư Khương đang nhấn mạnh tới hình tượng của mình, ghé sát tới trước mặt Lục Bắc Thần. Này, nói vậy là bốn người họ có khả năng bị người ta hạ độc. Lục Bắc Thần cực kỳ nhẫn nại, giọng điệu nhẹ nhàng. Tôi nói tự sát thì là tự sát. Vậy thành phần kiểm nghiệm ra? Đây là thành phần từng dùng trong các loại thuốc trợ tim, có thể kiểm soát nồng độ natri cộng hay kali cộng, chất xúc tác ATP trên tế bào cơ tim. Nói tới đây, Lai Chỉ nhíu mày thật chặt. Anh cố gắng thu gọn lại. Tóm lại, chính là thành phần dược phẩm trong loại thuốc chữa trị rối loạn nhịp tim cũng như tăng cường khả năng cơ tim. À, lúc ấy Lai Chỉ mới hiểu ra, nhưng cũng lại khó hiểu rất nhanh. Kỳ lạ thật, qua điều tra không phát hiện bốn người này có sử dụng thuốc trợ tim. Lục Bắc Thần không lên tiếng, anh đang mải nghĩ về một chuyện khác. Đây cũng chính là thành phần dược phẩm dùng để sản xuất thuốc trợ tim, sao lại phát sinh phản ứng với XR2? Rốt cuộc là loại thuốc gì? Nếu là thuốc thì các thành phần còn lại là gì? Nhất định phải có các thành phần thuốc khác cùng đồng thời tác dụng, sau đó mất đi, tàn dài trong khoảng thời gian nạn nhân tử vong. Nếu không, nó sẽ trở thành thuốc hại người. Này, Lai Chỉ thấy Lục Bắc Thần cứ đực mặt ra, bèn khô khô tay trước mặt anh. Lục Bắc Thần gấp tài liệu lại, nhìn về phía Lai Chỉ. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cậu cứ có kế hoạch riêng đi. Không riêng được, lúc này cậu đi đâu, tôi dĩ nhiên phải đi theo đó. Lai Chỉ bám riết. Lục Bắc Thần đút tài liệu vào cặp. Tôi không có thói quen giao lưu với thân nhân người bị hại. Lai Chỉ cố tình nói. Là kém chứ gì? Lục Bắc Thần quét mắt về phía anh ấy. Lai Chỉ đọc được vẻ khó xử trên nét mặt anh, thấy anh nhìn mình với vẻ không vui, cuối cùng cũng được như ý nguyện, phá lên cười sung sướng. Rồi sợ cười quá to lại bị Lục Bất Thần quở trách, Lai Chỉ lập tức sắp xếp công việc ngay sau đó. Tôi gọi điện thoại báo đồng nghiệp, tổ chuyên án qua đây xử lý. Sau khi trời nhá nhem tối, bệnh viện yên ắng hơn, trái ngược hẳn với vẻ ồn ào ban ngày. Ngoài phòng cấp cứu còn có bệnh nhân ra ra vào vào, thì đại sảnh hành lang rất vắng vẻ. Hôm nay, cố sơ trực đêm, từ phòng cấp cứu đi tới đại sảnh phòng khám, chỉ có đọc tiếng giày nện xuống sàn. Chẳng ai biến thái tới độ thích buổi tối ở trong bệnh viện, ngập tràn mùi thuốc khử trùng dội lên cái lạnh lẽo và cô quạnh. Cố sơ không thể không thừa nhận, tới giờ cô vẫn chưa hết nhát gan. Mặc dù từng tiếp xúc với xác chết, mặc dù đã làm việc ở bệnh viện một thời gian khá dài, cả một hành lang dài, không một chút động tĩnh, ngoại trừ tiếng bước chân của cô, trên đỉnh đầu là ngọn đèn sáng đến nhức mắt. Mỗi lần trực đêm,
Khi đi ngang qua hành lang, cổ sư đều thầm cầu nguyện đừng có xảy ra chuyện gì. Việc này bắt nguồn từ câu chuyện hồi đại học Lăng Song kể cho cô và Tiểu Tiểu nghe. Năm hai đại học, Lăng Song đã xác định rõ mình không theo nghiệp y, càng không tới bệnh viện làm việc. Cậu ta xác định rất chắc chắn con đường tương lai, thể hiện rõ thái độ học đại học y chỉ là để lấy bằng. Lúc đó Tiêu Tiếu còn phản bác nói, nếu đã lấy bằng thì cậu học trường nào trả được, sao cứ nhất quyết chọn ngành y học những năm năm còn chiếm dụng cả một suất của một người khác muốn học. Lăng Song hùng hổ đáp, cậu thì hiểu thế nào được, là bước chân vào thế giới nhân tài, chỉ có những người có kiến thức phong phú sau này mới được ngưỡng mộ. Còn có một nguyên nhân nữa, sau này một lần trong phòng ký túc mất điện, Lăng Song đã kể cho họ nghe. Đương nhiên cố sư không ôm quá nhiều tin tưởng vào lý do thứ hai của cậu ta, chỉ nghe như góp thêm một phần câu chuyện cười mà thôi. Nhưng không hiểu vì sao, trong những ngày tháng sau này, nhất là mỗi lần trực ban đêm, cố sư lại nhớ tới. Ở bệnh viện là lắm ăn hồn, giờ sinh của tôi là thiên về giờ âm, không hợp làm việc đó. Tối đó, họ thắp ba ngọn nến ở trong ký túc. Lúc kể chuyện, khuôn mặt Lăng Song lập lòe dưới ngọn nến, trông cũng chẳng khác là ma là bao. Ba ngọn nến, mỗi người một ngọn. Tôi có người chị họ làm ở bệnh viện, có một lần tôi trực ban cùng chị ấy. Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh thì đi về khoa của chị ấy, từ xa đã nhìn thấy một người mặc áo trắng ngồi sụp trên hành lang, khóc rất thương tâm. Tôi bước tới nhìn kỹ thì đó là một người phụ nữ, tóc rất dài, chạm cả xuống đất. Tôi hỏi người ấy có chuyện gì, người không nói, chỉ khóc mãi không ngừng. Ngay sau đó tôi về khoa, kể lại kể cho chị họ tôi nghe. Đi ra thì không thấy người phụ nữ ấy nữa. Chị ấy nói với tôi, có thể là tôi đã nhìn thấy thứ không nên nhìn. Lăng Song kể lại trải nghiệm của mình cứ y như thật. Lúc đó cố sư và Tiêu Tiếu hiểu ý của cậu ta, cậu ta đã nhìn thấy thứ ấy. Sau khi Lăng Song kể hết cho họ, nhất loạt cho rằng Lăng Song cố tình tỏ ra nguy hiểm, mấy chuyện mê tín phong kiến phàm là những người học y phải đoạn tuyệt ngay. Lúc này đi về phía khoa, cố sư chợt nhớ tới chuyện này, cực kỳ sợ chính mình gặp một người ngồi khóc ở trong hành lang. Cố giả bước nhanh, sống lưng căng thẳng, tưởng chết, lạnh toát một mảng. Bất thình lình di động trong túi áo vang lên, tiếng chuông lảnh lót vang vọng khắp hành lang, khiến cố sư mềm nhũn hai chân, suýt chút nữa ngã khỉu. Cố vội vàng rút di động, thấy người gọi là Lục Bắc Thần, nhận máy bằng chất giọng run rẩy, có chút nức nở. Anh định dọa chết em à? Đầu kia ngừng lại, rõ ràng đang sững sờ, rồi hỏi nhanh với vẻ lo lắng. Em sao vậy? Đang quay về khoa, di động đột nhiên kêu. Cố sư nhỏ giọng oán trách. Lục Bất Thần cười khẽ, như đùa như thật. Xin lỗi em nhé. Ngoài miệng thì oán trách, thực chất nghe thấy giọng anh, cố sư an tâm hơn nhiều. Cảm giác lạnh lẽo sau lưng cũng tan đi không ít. Thái độ nhận lỗi có vẻ không thành khẩn. Trong lúc nói chuyện với anh, chẳng mấy mà cô đã trở về khoa. Đích thân tới xin lỗi có được không? Anh hạ thấp giọng, cố sư mím môi. Được thôi, em cứ thích giáo sư Lục, danh nổi như cồn, cúi đầu nhận lỗi với em cơ. Được. Anh cười, rồi lại hỏi. Về khoa chưa đấy? Rồi. Vậy thì tốt. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cố sư cũng không hiểu được mục đích cuộc gọi của anh. Kiểm tra, buôn chuyện, tóm lại chẳng nói chuyện gì nghiêm túc. Cố nghĩ có lẽ anh đang làm việc mệt mỏi, tranh thủ gọi một cuộc điện thoại mà thôi. Cố biết bốn cái xác gặp vấn đề, Lục Bất Thần nhất định không thể về sớm. Đang mải nghĩ thì cô lại nhớ tới chuyện của Lăng Song, rồi nhớ tới Tiêu Tiếu. Lúc này cô mới chợt nhớ rằng chiều nay Kiều Vân Tiêu tới nhà Tiêu Tiếu. Sau đó thì sao? Sao không ai gọi lại cho cô cả? Cô lấy di động ra, đầu tiên là gọi cho Tiêu Tiếu, nhưng cậu ấy tắt máy. Cố sư cảm thấy kỳ lạ, bèn gọi tiếp cho Kiều Vân Tiêu. Anh thì nghe, khi hỏi tới Tiêu Tiếu, Kiều Vân Tiêu nói cậu ấy không sao, chỉ bị cảm thưởng thôi, nghỉ ngơi mấy hôm là ổn. Cúp điện thoại, cố sư nhìn đồng hồ, chắc là Tiêu Tiếu sợ ổn nên tắt máy. Nếu cậu ấy đã xin nghỉ phép thì cũng không cần trong trạng thái làm việc 24/24. Vừa đứng dậy rót cốc nước thì di động lại reo vang, lần này là Cố Khải Mân. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cố sư là chuyện công việc.
Anh ngờ sau khi nối máy, Cố Khải Mân hỏi ngay. Em có biết số điện thoại của Kiều Vân Tiêu hay không? Cố sử sững người, trước kịp hiểu gì. Dạ. À, anh định hỏi, chắc là em biết số điện thoại di động của Kiều Vân Tiêu, có tiện cho anh không? Đầu kia Cố Khải Mân đổi giọng rất nhanh, vẫn ôn hòa lịch thiệp như mọi ngày. Đúng là em có, nhưng mà... Cô ngập ngừng, đang suy nghĩ nên có diễn đạt kiểu gì. Dù sao Kiều Vân Tiêu là người có thân phận, số điện thoại là chuyện riêng tư bí mật của anh, cô không thể ngang nhiên cho người ngoài. Thêm nữa, đối phương lại còn là Cố Khải Mân. Cô sợ anh ta tìm Kiều Vân Tiêu vì chuyện gì đó của Tiêu Tiếu. Trong mơ hồ, cô cứ cảm thấy Cố Khải Mân rất ghét Kiều Vân Tiêu. Dường như đầu kia, Cố Khải Mân cũng nhận ra vẻ do dự của Cố Sơ. Anh ta mỉm cười giải thích. Ờ, là thế này. Lần trước trong buổi tiệc từ thiện, anh Kiều có quyên góp một số tiền dành cho y khoa. Sau đó khoản tiền này được dùng để kiến thiết trung tâm chữa trị của bệnh viện chúng ta. Trên một số vùng núi còn gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo bệnh viện có ý muốn mời anh Kiều đích thân tới dự lễ cắt băng khánh thành. Chương 448. Cách biệt quả thực không chỉ là một chút. Cố Sơ chợt hiểu ra, đây cũng là chuyện tốt. Ngẫm nghĩ không thấy có gì nghiêm trọng, cô bèn chuyển cho Cố Khải Mân cách liên lạc với Kiều Vân Tiêu, rồi lại hỏi thăm tình hình của Tiêu Tiếu. Cố Khải Mân nói không có gì đáng ngại, ở nhà nghỉ ngơi vài hôm là không sao, không khác mấy so với thông tin của Kiều Vân Tiêu. Cố Sơ cũng thấy yên tâm. Trực đêm đối với Cố Sơ mà nói, nếu không quá đông bệnh nhân thì lại trở nên khổ sở. Hôm nay khá yên nắng, ngay cả bệnh nhân tới khám bệnh cũng thưa thớt. Cô bèn ôm một chồng sách dày cộp đặt lên bàn, mở một cuốn trong số đó ra, đặt đúng vị trí đánh dấu lần trước, là nội dung liên quan tới tổn thương hành tủy và phục hồi, chức năng dây thần kinh. Dĩ nhiên, không có quyển nào giới thiệu toàn bộ, phải chọn lọc, tìm kiếm những bài viết hoặc luận văn trong những cuốn sách dày cộp. Bây giờ chỉ cần có thời gian rảnh là cô sẽ nghiên cứu về nội dung này. Cô không tin bệnh tình của Lục Bắc Thần sẽ đi vào chỗ chết. Dĩ nhiên, những bài viết về chủ đề này mặc dù không gọi là quá hiếm, nhưng những bài có giá trị thì đếm ở trên đầu ngón tay. Đa phần là những ý kiến a-dua, bắt chước. Đọc xong cũng chẳng đúc rút được chút kiến thức tham khảo nào. Lĩnh vực này như một vùng cấm, hiệu suất trị liệu cực kỳ ít ỏi. Cố Sơ chống tay lên trán, cho mày, cắn bút. Được ôn lại cảm giác khổ sở khi thi vào đại học, khoảng thời gian này cô gần như đã gọi đến nổ tung điện thoại của bác sĩ Smith. Cô cũng nhìn ra được Lục Bắc Thần hoàn toàn không có ý định đưa báo cáo kiểm tra cho cô xem, nên cô đành đích thân ra tay. Ai dè Smith thân lửa ưa nặng, luôn miệng lấy cớ bảo vệ chuyện riêng tư của khách hàng để trả lời cô một cách quá quýt. Về sau Smith đã chịu thành thực với cô, bây giờ chú ấy cũng đang chuẩn bị một phương án phẫu thuật hoàn thiện nhất, hy vọng có thể hạ nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Dẫu sao thì bộ phận hành tủy chứa nhiều dây thần kinh, chỉ cần một chút sơ ý sẽ xảy ra những nguy hiểm không thể cứu vãn. Cố Sơ đưa ra một thỉnh cầu bạo dạn, một khi Lục Bắc Thần đối mặt với phẫu thuật, cô hy vọng được cùng xuất hiện ở trong phòng mổ. Smith nghe xong bật cười. Chú nghĩ, nói chưa chắc đồng ý cho cháu làm vậy đâu. Một dáng vẻ thê thảm của bản thân bị người con gái trong lòng nhìn thấy, có đánh chết Lục Bắc Thần cũng không đồng ý. Anh ấy quyết được sao? Cố Sơn nói. Tới lúc đó tim thuốc hôn mê rồi, anh ấy còn chẳng biết gì sất. Xem ra cháu không định nói cho nó biết quyết định này rồi. Dĩ nhiên à, Cố Sơn đáp. Nếu đổi lại là cháu, cháu cũng không hy vọng có anh ấy ở bên trần truồng nằm trên bàn mổ mất mà chết đi được. Smith phá lên cười. Về sau Cố Sơ đã suy nghĩ rất lâu về cảnh tượng Lục Bắc Thần cởi hết quần áo nằm ở trên bàn mổ, nghĩ tới vỏ ngực của anh, phần hông thon gọn của anh, đường nhân ngư của anh. Rồi thế là mặt cô lại đỏ bừng. Thật ra cô muốn vào phòng mổ cũng là có nguyên do. Tốt nhất được làm trợ lý của Smith, có thêm cô rồi sẽ bớt một cơ hội của một cô trợ lý khác. Cô cảm thấy Lục Bắc Thần tê liệt toàn thân rồi bị lột xanh nằm đó, đôi mắt của mấy cô gái ở trong phòng mổ nhất định sẽ sáng rực. Mặc dù là bác sĩ đã nhìn quá quen đủ các dạng cơ thể, Cố Sơ đọc sách mãi chợt nghĩ tới chuyện này.
Cô thật sự không nỡ chia sẻ cơ thể của Lục Bắc Thần với người khác. Nửa năm trước, Lục Bắc Thần từng nằm viện một thời gian. Có một lần vào nhà vệ sinh, cô nghe thấy có hai cô y tá đang đùa cợt với anh. Một trong số đó nói: "Tôi nghe bác sĩ Lưu tham gia cấp cứu nói thứ đó của anh ấy tuyệt lắm." "Thứ gì cơ?" Cô y tá kia cố tình hỏi. "Đừng giả vờ ngây thơ, cậu biết tôi đang nói thứ gì mà." Chủ đề cuộc trò chuyện của hai người càng lúc càng nóng bỏng. Mấy cô gái trẻ bây giờ đều rất táo bạo. "Bác sĩ Lưu chẳng phải nổi tiếng thanh cao sao?" "Thanh cao cái nỗi gì, chẳng phải chị ấy chạy tới phòng bệnh nhân liên tục đó sao?" "Xuân tình trào dâng rồi." "Tôi thấy sắc háo dục trào dâng thì có." Cô Sơ đi ra ngoài, trong lúc hai cô gái đó đang cười hì hả với nhau, bị cô bắt gặp, họ có chút ngượng ngập. Lúc cô bước lên trước rửa tay, một trong hai cô gái cười rất mờ ám. "Bác sĩ Cố, bọn em ngưỡng mộ chị lắm, chị thật là hạnh phúc." Họ cố tình nhấn mạnh hai chữ hạnh phúc. Cố Sơ hiểu hạnh phúc đâu phải là hạnh phúc. Kết quả, người buôn dưa đường hoàng khiến một người vô tình bắt gặp là cô phải đỏ mặt. Nghĩ tới đây, Cố Sơ thở dài ngao ngán. Thì ra tìm một người bạn trai đẹp trai, cao giáo, quả thực không thể an tâm. "Thở dài cái gì vậy?" Bất tình lình, một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu. Một giây sau là tiếng thét chói tai của Cố Sơ, lạnh lót như gặp phải ma. Lục Bất Thần nhìn cô với vẻ buồn cười, mặc cho cô hoảng hốt thất thần, nay chỉ đứng dựa vào cửa, ra sức ngoáy ngoáy lỗ tai. Sau khi Cố Sơ hoàn hồn trở lại, Lục Bất Thần mới kéo cô vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng cô. "Đừng sợ, đừng sợ." Cố Sơ lập tức đẩy anh ra, xác nhận một lúc. "Lục Bất Thần." "Phải." Anh cố nhịn cười. "Sao anh lại tới đây?" Cố Sơ tự nhiên nhìn thấy cứu binh, nhìn anh với vẻ khó tin. "Sao anh vào đây được?" Rồi liếc mắt thấy Lai Trì ngoài cửa, cô sửa lại. "Hai anh..." Lục Bất Thần hơi nhớ mày. "Thì công khai đi vào thôi, kết quả là em đọc sách quá nhập tâm, chẳng nghe thấy gì." Dứt lời, anh cầm cuốn sách lên, lướt qua bìa, rồi nhìn Cố Sơ bằng ánh mắt kỳ lạ. "Em bắt đầu nghiên cứu về lĩnh vực cao siêu thâm sâu rồi." "Cái anh va vào cũng tự do quá đấy. Đây dù gì cũng là bệnh viện. Ông trời ơi, em thực sự lo thay cho sự an toàn của các bác sĩ trực ca đêm." Cố Sơ không đáp mà hỏi ngược lại. Lục Bắc Thần thấy cô quá sợ hãi, bèn xoa đầu cô. "Cũng may cái thẻ cảnh sát của Lai Trì có tác dụng. Yên tâm đi, an ninh ở trong bệnh viện của các em rất tốt." Trong mắt Cố Sơ nào có Lai Trì. Sau khi bình tĩnh lại, gương mặt nhỏ lập tức trở nên phấn khích. Cô khoác tay Lục Bắc Thần hỏi: "Sao lại tốt bụng tới thăm em thế này?" "Địch thần tới để chịu phạt." Lục Bất Thần nói đùa. Cố Sơ tủm tỉm cười, chợt nhớ tới mấy cô y tá nói, nghĩ bụng, một người đàn ông hay bị người ta nhòm ngó như thế này, mà trong mắt anh giờ phút này lại chỉ có mỉm cô. Điều này thực sự khiến cho cô vui như nở hoa. Cô không kìm được lòng mình, bà lấy cổ anh. "Cô em là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa gạt à?" Lục Bất Thần ôm lấy eo cô, cười thoải mái. Lai Trì đứng ngoài cửa, quả thực chịu không nổi nữa bèn ho mấy tiếng. Thấy hai người kia vẫn tảng lờ mình, anh ấy bèn ho mạnh hơn. Lục Bất Thần không quay đầu, Cố Sơ thì vẫn níu lấy cổ của anh, nhưng đầu nhìn Lai Trì, nửa đùa nửa thật. "Ho dữ vậy cảnh sát La, anh qua cửa rẽ phải xuống cầu thang máy, tới phòng khám. Hôm nay bác sĩ từ trực đêm, anh ấy chữa tai mũi họng giỏi có tiếng đấy." Lai Trì thẳng thừng đi vào, nhấc ghế, ngồi xuống, nhìn chăm chăm Lục Bất Thần và Cố Sơ. "Thật sự nghĩ rằng đây chỉ có hai người thôi sao? Mọi người là đồng nghiệp, là bạn bè, ít nhiều cũng nên suy nghĩ cho tâm trạng của một kẻ độc thân chứ." "Xem ra anh vẫn chưa tán nổi em gái của em." Cố Sơ nhìn anh ấy bằng ánh mắt thương hại, Lai Trì vò đầu. "Ai nói vậy? Ý của anh là Tư Tư vẫn vừa đi, anh đã khôi phục tình trạng độc thân rồi, có hiểu không? Không phải là độc thân theo ý đó đâu." Cố Sơ nhịn cười, cố tình hỏi Lục Bất Thần. "Anh có hiểu anh ấy muốn nói gì không?" Lục Bất Thần dĩ nhiên phải thuận theo ý cô, mỉm cười lắc đầu. Lai Trì thấy vậy, bèn ngồi thẳng lên. "Lục Bất Thần, cậu nói ngoài giờ làm việc quan trọng, té ra là ra tán gái à?" "Thì ai bảo cậu đi theo?" Lục Bất Thần không chút khách khí. Lai Trì á khẩu. "Chuyện quan trọng?" Cố Sơ nghiêng đầu hỏi Lục Bất Thần. Cô hiểu anh, sao anh có thể bỏ dở công việc?
chỉ để tới trò chuyện tán tình được. Lục Bất Thần quả thực tới có việc, anh rút bản báo cáo khám nghiệm của Ngư Khương. Từ trong cặp ra nói, anh muốn tra cứu một số tư liệu về những loại thuốc lâm sàng sử dụng Dương Địa Hoàng. Dương Địa Hoàng, loại thuốc trợ tim. Cố Sư dĩ nhiên hiểu về y lý, không như đàn gảy tay châu la trì. Đúng vậy, Lục Bất Thần nói hết với cô. Thi thể có sự biến đổi, nguyên nhân là sau khi chất bảo quản cường độ cao hết hiệu quả, thành phần Dương Địa Hoàng còn sót lại trong thi thể nạn nhân đã phản ứng với XR2. Anh biết cần trong lâm sàng có những án lệ nào như vậy không? Cố Sư đọc kỹ báo cáo rồi lẩm bẩm. Thông thường thì loại thành phần này giúp kiểm soát nồng độ natri cộng và kali cộng, chất xúc tác ATP trên màng tế bào cơ tim. Sử dụng quá nhiều sẽ khiến natri cộng không được bơm ra ngoài tế bào, khiến nồng độ natri cộng trong tế bào cơ tim tăng cao. Trong hàm lượng thành phần liệt kê ở báo cáo, hoàn toàn không có phản ứng của cơ thể khi dùng quá liều. Theo lý mà nói thì sẽ không có dư để phản ứng với các chất khác mới phải. Natri đứng bên bắt đầu lại phỉnh to đầu. Ở phòng thực nghiệm, anh đã phải nhẫn nhịn kiểu trao đổi bằng thuật ngữ giữa bọn họ. Ở trong mắt anh, đám người ấy không khác gì người ngoài hành tinh. Giờ tới gặp Cố Sơ, lại tới lượt cô tuôn ra một tràng từ ngữ chuyên ngành. Càng đáng sợ hơn là Lục Bất Thần nghe hiểu. Rõ ràng anh ấy trở thành người chẳng hiểu gì, chứng kiến người ngoài hành tinh làm việc. Anh ấy vội ngăn ngang cuộc thảo luận của hai người kia. Hai vị, chúng ta có thể quyết luận luôn không? Ví dụ như tối nay tôi có thể có được manh mối gì? Vậy mà Lục Bất Thần nhắm mắt làm ngơ. Cố Sơ càng coi anh ấy không tồn tại, đọc xong bèn gấp lại báo cáo. Em sẽ đi xin, sau đó chúng ta từ khoa tim tìm xem sao. Lục Bất Thần gật đầu. Cố Sơ quay người, lấy di động, gọi một cuộc điện thoại. Lại chỉ như đối mặt với hoa trong gương, trăng dưới nước, rất lâu sau mới bước tới hỏi Lục Bất Thần. Tôi biết hai người đều là học sinh xuất sắc, có điều quan tâm một chút tới học sinh trung bình không? Giúp cô hai người định làm gì? Lục Bất Thần nhí ngấy với vẻ bó tay, mãi sau mới lắc đầu tranh một câu. Trí tuệ của cậu và Cố Sơ quả thực không chỉ cách biệt một chút thôi đâu. Chương 449. Để lỡ là để mất. Có sự đồng ý của lãnh đạo, Cố Sư lấy được một số bệnh án giao cho Lục Bắc Thần. Đây là những bệnh án lâm sàng sử dụng Dương Địa Hoàng, đồng thời được tiếp nhận phẫu thuật ngoại khoa thần kinh. Lục Bắc Thần đón lấy, lật xem. Lai Chỉ cũng đi vào phòng để hồ sơ, ngồi bên cạnh lật hết tập này tới tập khác. Lần này anh ấy đã nhanh nhạy hơn. Cũng tức là loại thuốc glucose trợ tim chỉ để sử dụng riêng biệt, không thể thêm các loại thuốc thần kinh khác. Cố Sư đáp. Trước mắt, trong lâm sàng thường sử dụng các loại glucose trợ tim như glidocidimalin, digoxigenin và glosafarin đều là hình thức thuốc thành phẩm. Trừ phi có người đưa các thành phần khác vào chiết xuất và tiến hành thực nghiệm các thành phần thuốc khác, nhưng bệnh viện sẽ không làm như vậy. Giống như trước đây em từng nói, phần chỉ xuất hiện ở trong các phòng nghiên cứu thuốc mới. Các bệnh nhân sử dụng loại thuốc trợ tim glucose, mặc dù quá liều cũng sẽ không xuất hiện sự thay đổi trên cơ thể như bốn nạn nhân. Lục Bất Thần đọc tài liệu rất nhanh. Sở dĩ anh muốn kiểm tra bệnh án phần nhiều là muốn tìm hiểu loại thuốc này khi kết hợp với loại thuốc khắc thần kinh sẽ thể hiện những phản ứng phụ nào. Trên đường tới phòng để hồ sơ, Cố Sư đã nghe Lục Bất Thần thuật lại những thay đổi của thi thể. Nghe xong cô nói ngay. Năm xưa, mặc dù bố em cũng nghiên cứu loại thuốc thần kinh, nhưng về sau khi xảy ra chuyện, pháp y khi ấy cũng không nhắc tới những biến đổi kiểu này trên thi thể. Cô gấp gáp muốn giải thích, đang cứu vớt thanh minh để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng cho một gia tộc đã suy vong. Sao Lục Bất Thần lại không nghe ra ý của cô? Anh nhẹ nhàng an ủi. Đừng gấp, bọn anh sẽ điều tra rõ ràng. Cố Sư gật đầu. Các anh còn cần tài liệu gì thì cứ nói với em. Lục Bất Thần đặt bệnh án qua một bên, khoác tay qua vai cô. Cứ tha lòng. Đúng rồi, em gái Cố, em đừng có căng thẳng quá. Lại chỉ thấy vậy cũng an ủi. Cố Sư mím môi, rất lâu sau mới gượng cười. Nói không căng thẳng là giả, chỉ cần họ nhắc tới dược lý là cô lại nghĩ tới những ký hiệu trên thi thể, nhớ tới phòng thực nghiệm của bố, nhớ tới loại thuốc bố điều chế đã khiến người sử dụng tử vong. Cảm giác này như một sợi dây thít chặt cổ họng. Một mặt cô hy vọng
họ nhanh chóng phá được án, mà khác lại sợ có liên quan tới nhà họ Cố. Sau đó, cô ra sức động viên bản thân. Chuyện của nhà họ Cố đã qua rồi, những người chết khi đó tuyệt đối không giống bây giờ. Ra khỏi bệnh viện, đã quá nửa đêm, Lục Bắc Thần và Lai Trì vừa ngồi vào xe, thì ngoài cửa sổ bắt đầu xả xích mưa, làm mờ tầm nhìn phía trên cửa kính. Lai Trì không cho xe chạy ngay, mà lấy ra một bao thuốc lá, đưa cho Lục Bắc Thần một điếu. Lục Bắc Thần đón lấy, châm lên. Từ ánh sáng màu cam nhất nháy, khuấy động sự trầm mặc bên trên gương mặt của anh. Lai Trì rít một hơi sâu, rồi nhả ra. Vụ án này, trực giác của tôi mách bảo là không ổn. Ánh đèn đường tù mù xuyên qua cửa sổ hắt lên gương mặt Lục Bắc Thần. Anh hơi nhíu mày, như đang suy tư. Lai Trì quay đầu nhìn anh. Cậu thấy sao? Lục Bắc Thần yên lặng hút thuốc. Cơn gió đêm mang theo mùi mưa ẩm ướt len lỏi vào trong xe qua khe cửa sổ, làm nhòa đi hương thuốc lá. Sau đó anh lên tiếng. Suy nghĩ của tôi không quan trọng, quan trọng là sự thật thế nào. Ánh mắt Lai Trì trở nên nặng nề. Nói thật, từ lúc bắt đầu vụ này, tôi đã cảm thấy hai chúng ta cứ bị người khác dắt đi. Lục Bắc Thần gạt tàn thuốc. Anh hiểu được ý của Lai Trì. Đây cũng không phải vụ án đầu tiên cậu tiếp nhận trong sự nghiệp. Đúng thế, nhưng cảm giác lần này không ổn một cách kỳ lạ. Lai Trì nhấn mạnh cảm giác của mình. Tôi chỉ lo... Nói được một lửa, anh ấy lại nuốt xuống. Lục Bất Thần nhả ra một làn khói, nhẹ nhàng bổ sung nốt. Cậu chỉ lo vụ án này dính dáng tới tôi và Cố Sơ. Lẽ nào cậu lại không sợ? Lai Trì nhìn anh. Vụ tai nạn nửa năm trước chính là phần rào. Đầu tiên là đưa tới cục công an, rồi lại xảy ra tai nạn. Bây giờ nghĩ lại, tôi không những không nắm rõ hành tung của cậu, mà còn rất nhiều tình hình của cậu. Bây giờ lại kéo theo cả chuyện nhà họ Cố vào. Suy nghĩ tỉ mỉ thật là đáng sợ. Rất lâu sau, Lục Bất Thần mới đáp lại một chữ. Sợ. Phải, anh sợ chứ. Anh sợ không phải vì đối phương giáp tâm đối phó anh. Nếu như vậy, anh lại càng chẳng sợ. Anh sợ rằng kẻ này sẽ chĩa mũi nhọn vào Cố Sơ, rồi lại vén mọi gió mưa vào nhà họ Cố lên. Không phải anh không nhìn thấy ánh mắt dè dặt của Cố Sơ khi biện hộ cho gia đình cô. Nó khiến anh liên tưởng tới một con chim đang đứng giữa mưa bão, cố chịu lạnh, chịu rét, thể chết vì bảo vệ con mình. Đấy chính là điều khiến anh lo sợ. Một lần nữa phải trải qua những thay đổi thoát xác ư? Không, Cố Sơ đã chịu không nổi nữa rồi. Những chuyện này tôi bắt buộc phải bắt tay từ chuyện nhỏ Cố năm xưa. Lai Trì hiểu ý anh, nhưng vẫn phải tiêm thuốc dự phòng. Giống như ta loại bỏ một nốt mụn, bắt buộc phải đau đớn. Nhưng nếu ta không chạm vào, ta vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy sinh mệnh mới. Điếu thuốc trên ngón tay anh lặng lẽ cháy. Lục Bắc Thần nhìn chân chân màn mưa bên ngoài cửa sổ, im lặng mãi. Sau khi điện thoại xong, Kiều Viễn Tiêu trở về phòng bệnh, dặn dò đám vệ sĩ và hộ lý không được quá ầm ĩ. Khoảng thời gian này phải hết sức tập trung. Tiểu Tiểu Tiếu nằm trên giường, không nghe rõ bên ngoài đó nói gì. Cô chỉ loáng thoáng nghe thấy chất giọng nghiêm nghị và trầm thấp của Kiều Vân Tiêu. Từ nhà ra, Kiều Vân Tiêu lập tức đưa cô tới bệnh viện tư. Bệnh viện tốt ngăn cản mọi liên lạc với bên ngoài, kể cả cách âm. Thật ra cô rất muốn đi, chỉ ít thì phải rời khỏi tầm mắt của Kiều Vân Tiêu. Tiếc là vô ích. Ngày sau đó, khi bị Cố Khải Mân ngược đãi, là một bác sĩ, cô biết xương sườn của mình đã bị gãy. Sau khi Cố Khải Mân đi khỏi nhà, một thời gian sau quay về, tìm bác sĩ xử lý vết thương cho cô. Cô không quen vị bác sĩ đó. Có lẽ được Cố Khải Mân tìm từ một bệnh viện khác tới. Xử lý vết thương xong, ông ta đề nghị cô nhập viện, ít nhất thì vết xương gãy cần được giải quyết. Nhưng Cố Khải Mân không chịu đưa cô đi tới bệnh viện. Anh ta chỉ lệnh cho bác sĩ cố định vết thương. Cô không thể xuống giường, hai chân chạm đất là đau thấu tim. Cố Khải Mân lại tìm gấp một người giúp việc, nói là giúp việc, kỳ thực để trông chừng cô. Mấy ngày nay, cô không phản kháng, cô không nghĩ tới chuyện bỏ đi. Vì đau đớn không thể tự giải quyết, cho dù kháng cự cũng vô ích. Cô phải khỏe lên, rồi ly hôn. Chỉ có điều, không ngờ là Kiều Vân Tiêu lại tìm tới tận nhà. Cửa bật mà, Kiều Vân Tiêu. Thấy cô đã tỉnh,
Anh bước lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm thấy thế nào rồi?" Tiêu 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 khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không sao, rồi cất giọng khổ không: "Cảm ơn anh." "Anh sẽ khiến tên nhóc nhà hậu cô đó sống không bằng chết." Cửu Vân Tiêu nghiến răng nghiến lời, ánh mắt Tiêu 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 dừng lại trên tay anh. Anh nắm chặt di động, sắc mặt rất khó coi, rồi khẽ thở dài: "Là anh ta gọi tới à?" "Em yên tâm, hắn không tìm được em đâu." Cửu Vân Tiêu ngồi xuống: "Anh đã mời bác sĩ khoa xương giỏi nhất, em cứ cố gắng dưỡng bệnh đi." Tiêu 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 gật đầu, lúc này cô bắt buộc phải khỏe lại. "Hắn không chỉ làm vậy một hai lần đúng không?" Cửu Vân Tiêu hỏi. Tiêu 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 nhìn ra được sự phẫn nộ trong ánh mắt của anh, cô khẽ đáp: "Em giải quyết ổn thỏa quan hệ giữa em và anh ta, anh dính vào thì không hay." "Đây là kết quả do em giải quyết." Kiều Vân Tiêu không vui. Tiêu 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 quay mặt đi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nước mưa táp vào cửa, yên tĩnh và êm ru. "Tại em vạch trần quá khứ khó chấp nhận của anh ta, nên anh ta mới thẹn quá hóa giận." "Em vẫn muốn ở với hắn ta?" Anh lo lắng. "Không." Tiêu 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 yếu ớt lắc đầu. Kiều Vân Tiêu đau lòng nhìn cô, bất chợt xoay mặt cô lại, hạ thấp giọng: "Chuyện này cứ giao cho anh." "Anh muốn mang danh kẻ thứ ba sao?" Sắc mặt Tiêu 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 mặc dù không tốt, nhưng ánh mắt vẫn sáng trong. "Đừng vì loại phụ nữ như em mà ảnh hưởng tới thanh danh của anh, không đáng đâu." "Em nói linh tinh cái gì vậy?" Kiều Vân Tiêu nghe mà xót xa. "Cái loại phụ nữ như em sao thế?" "Tiêu Tiêu, trong lòng anh, em luôn là tốt đẹp." Tiêu 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 mỉm cười mệt mỏi: "Nếu anh coi em là bạn, thì hãy để em tự đối mặt. Đây là con đường em lựa chọn, thế nên dù có gai góc em cũng phải tự dọn sạch." Kiều Vân Tiêu thở dài: "Em là con gái, đối mặt thế nào đây?" "Có lúc dứt lòng đã định sẵn phải bước đi tới một lớp xa. Em không căm hận anh ta, nhưng em cũng không muốn tha thứ cho anh ta." Tiêu 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 khẽ đáp. Máy ghi hình được cô đặt sẵn sẽ là công cụ có lợi nhất cho cô. Con đường sai lầm phải đi lại từ đầu, đây vốn là cái giá phải trả. Có điều sau khi đã trải qua nhiều gió sương, cô không muốn kéo thêm một người vào. Cho dù người này có găm sâu trong tim cô cỡ nào, cô biết đã để lỡ, cuối cùng là để mất. Hết tập 92. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ủng hộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Rocky. Xin lỗi các bạn, thì hôm nay giọng của Rocky cũng hơi bị tồi, tại vì mình cũng đang có vấn đề về viêm họng và mũi. Thế nào các bạn hãy thông cảm cho giọng đọc của Rocky nha. À, và một số bạn cũng đã bình luận rằng giọng của Rocky nghe mà điếc hết cả tai, hay là giọng nghe trời ơi nghe không thể nghe nổi. Thì cũng xin lỗi các bạn, thì từ trước nay mình vẫn đọc cái giọng này và nó cũng không thể thay đổi được phong cách của mình. Ok, nếu mà các bạn nào không muốn nghe chuyện của mình thì các bạn có thể không nghe nữa. Còn những cái ý kiến đóng góp của các bạn thì chắc chắn là mình sẽ đọc và mình sẽ suy ngẫm lại. Nhưng mà mình nghĩ rồi thì phong cách của mình nó sẽ vẫn tồn tại như vậy thôi, sẽ không thay đổi quá nhiều. Và cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình, cũng như đã đóng góp ý kiến để mình được hoàn thiện hơn. Thank you, and bye bye.